Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu sẽ là tin bão khẩn cấp. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 390 km về phía đông với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Khoảng chiều tối nay 18 tháng 7, tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình cho tới Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ sáng mai ngày 19 tháng 7 thì vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam Lào với sức gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh, phía tây của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 trong ngày hôm nay, biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5 mét, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền từ trưa nay ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa to và kéo dài. Đến khoảng ngày 20 tháng 7, lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 300mm một đợt, có nơi thì trên 350mm. Bà con cần chủ động sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền địa phương khi có lệnh sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Cũng từ chiều nay 18 tháng 7, khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đợt mưa lớn do bão sẽ kéo dài từ ngày 18 đến 20 tháng 7 khiến cho lũ lên trên thượng lưu hệ thống sông Hồng Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động 1, báo động 2, sông Bưởi, Thanh Hóa trên báo động 2, hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở dưới mức báo động 1. Cảnh báo bà con cần chủ động đề phòng về nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa, phía Đông Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Phía Đông Bắc Bộ, ngày 19, ngày 20 trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, vùng ven biển và đồng bằng có mưa to đến rất to và dông. Đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Sang ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 19, có mưa, mưa vừa, trong đó phía Bắc có mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 5. Sang ngày 20 và ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày 19, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phần phía Bắc khu vực. Sang hai ngày tiếp theo, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức 32 đến 35 độ trong ngày 21 tháng 7. Tây Nguyên 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông tập trung chính trong 2 ngày đầu, sau đó giảm dần xuống diện rải rác, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Với khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29 đến 32 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong ngày 19 và ngày 20, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, vùng ven biển và đồng bằng có mưa to đến rất to và dông, đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Sang ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 27 đến 30 độ, sau đó sẽ tăng lên 29 đến 32 độ trong ngày 21 tháng 7. Trên biển do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh. Phía tây khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Với khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, trong ngày và đêm nay tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.